vào này sao hết. Được rồi, đấy anh đó. Cứ đưa nó vào đi. Có cánh được mấy gì vậy nó? Không. Vì hồi xưa là nuôi nấm ở dưới quần 12. Cho nên là khi đang làm thì nó chảy vô trong chùm nấm mà nó nhỏ bằng ngón tay. Có đứa cháu thì nó bảo là đây là con trăn. Thì là nói ừ thì con trăn để nuôi cho nó vui. Bây giờ nó lớn rồi thì nói chung là mình không nỡ làm thịt nó thì hoặc là bán nó thì cho giao lại cho bên cái sở thú để người ta chăm sóc. Cho nhưng mà có một cái tôi vẫn cứ thương nó. Bởi vì nó là con động vật nó biết nói, nhưng mình nuôi nó mấy chục năm trời mình thấy cảm thấy thương. Bộ phận kỹ thuật thú y sẽ tiến hành là kiểm tra tổng quát về mặt sức khỏe, như là kiểm tra về vết thương, kiểm tra về ngoại ký sinh trùng, rồi lấy phân để xét nghiệm nội ký sinh trùng. Nếu đảm bảo cái quy trình thú y an toàn thì chúng tôi sẽ tiến hành ghép bầy. Cái loài này thì khi nuôi từ nhỏ thì nó cũng khá là hiền, cái khả năng gây rủi ro nó thấp, nhưng mà đối với những loài mà trọng lượng nó đã phát triển lớn như thế này thì chúng ta chắc chắn phải nghĩ đến yếu tố rủi ro đó. Rất là hoan nghênh đối với những cái chủ hộ, những gia đình có cái nhà ý là trao tặng cái cá thể động vật hoang dã họ đang chăm sóc nuôi dưỡng về sở thú để tìm kiếm cái môi trường sống thoải mái, thích hợp và có tính bầy đàn hơn.